bốn si Phật. Mười ba tự tha và 25, 13 tự tha thôi. Bây đánh xài đây tao nhồi thêm cái kỳ. Ok rồi, cái gạch đầu dòng thứ hai là tất cả pháp nhân dị thục, tất cả pháp nhân dị thục. Bây giờ chỉ đọc bài chứ chưa có giảng, nào giảng bạn nghe chạy chạy xuống phòng pha ba những trà với ba trà được nha. Nhân dục là sao? Bảo đơn là pháp tạo ra quả, là pháp tạo ra quả. Dị thục à, đóng một mặt lại 200 12 bất thiện. À, bây giờ mình để sẽ xuống không hai chấm dưới luôn. 12 bất thiện nè, 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc, 20 tâm đạo. Siêu thế nó tới 40 lần, còn hả tâm đạo chỉ có 20 thôi. Có học vi pháp mình mới biết rằng là tâm đạo nó có tới 40, nó tới 20, mà không mình chỉ biết đạo nó có 4 thôi. Mà thật ra là phải tính theo tầng thiền. Ví dụ như đệ tử Đức Phật ngồi đó như vậy nó, nhưng mà có sự khác biệt nhau rất là nhiều. Có những vị thì sơ đạo sơ quả, nhưng mà sơ quả sơ thiền. Có những vị sơ đạo quả mà không có thiền. Mặc dù tính theo tâm thì có sơ quả, nhưng mà sau khi đắc xong là ổng tới quá luôn. Tức là trong lúc đắc á, thì nó là sơ sơ đạo sơ thiền, nhưng mà lúc đắc xong không có gì hết. Tức là cái lúc đó cái sơ thiền lúc đó là sơ thiền mình gọi theo cái từ ngoài đời là tạm ứng. Cái ba la mật tạo ra cho vị đó một cái sơ thiền, chứ còn thật ra vị đó không có thành thiền nữa hết. Cho nên sau đó vị đó tiếp tục sống một đời của người bình thường. Nhưng phải nói trong trong vi pháp giải thích rằng nó có một cái chênh lệch, đó là vị nào mà trước khi mà đắc mấy cái tâm siêu thế, nó có đắc được mấy cái tầng thiền này, nó vẫn tốt hơn cái vị không có. Vì sao? Vì có hai cái tốt. Tốt thứ nhất, nếu mình đắc thiền mình quằn quá độ sanh nó dễ hơn. Mình đắc thiền á thì mình phải tạo ra thần thông, hoặc là mình có thể mình cái quy nghi cái hạnh mình nó sẽ đẹp hơn. Để cái vị có thần thông, cái gì mà không muốn ra đời nó thấy đó, vị nó có thể đánh né được nha. Nói chung không có gì khuất lấp để che giấu, nhưng mà đại khái nó vẫn tốt hơn. Nó một cách dễ hiểu là cũng là người đàn bà đó, nhưng nếu họ có tiền ấy thì họ không có họ có thể bế cấp cái mặt, họ không để cho đời thấy những cái không cần thiết. Còn cái đàn bà mà áo quần mùa đông không có, mùa hè không có, rồi cái lúc nào cũng mặc cái loại đó thôi thì nó không có bắt mắt, nó không có bắt tâm bằng cái thứ mà có đó để đúng. Thì người thánh nhân cũng vậy, vì nó có thiền định có thần thông thì vẫn quần quá nó dễ hơn. Thứ hai đó, vì có thiền định thần thông trong đời sống nó dễ an lạc hơn vị kia. Vị kia không có phiền não thì không có bị phiền não tấn công làm cho đau khổ như người phàm, nhưng mà cái sự an lạc vị đó nó chỉ có đến mức tận cùng, đó là không còn phiền não và thấy rõ niết bàn thôi. Nhưng còn cái ông thần kia thì ông có nếu cần có thể ông an trú vào định, các loại định như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, vua Đức Phật, nói chung là những vị mà chứng được ngũ lục thông mà bát định thì các vị hoàn toàn có thể nhập thiền viện bất cứ lúc nào các vị muốn. Nhưng ngày Xá Lợi Phất trong kinh đó, ngày nhập thiền viện rất là thường. Khi nào ngày cảm muốn nghỉ ngơi, ngày sắp xếp các đệ tử tôi sẽ vắng mặt không có làm việc với các vị trong 7 hôm, các vị có chuyện gì cần nhờ tôi giúp hay không, trong 7 ngày, trong vòng 7 ngày có chuyện gì cần hay không nói đi, thắc mắc muốn biết cái gì, muốn đi thăm ai, muốn làm gì nói cho tôi biết. Mà chứ đăng này dạ không, sư phụ cứ làm gì sư phụ muốn. Thì ngày xét thấy ngày quán xét ba chuyện. Thứ nhất á, ngày nguyện do cái ngày ngày có, thứ nhất là ngày coi cái tuổi thọ của ngày trong 7 ngày nó có đủ hay không. Thứ hai là ngày nguyện cho y áo của ngài đừng có bị mất, nếu mà có bị tai nạn gì đó nó cũng bị sao. Thứ ba nữa là khi nào chưa đăng cái Đức Phật gọi thì tự nhiên xác định. Thì sau khi mà ngày nghĩ đến bốn ngày làm ba cái việc đó xong xuôi rồi thì ngày vào tìm vào cái chỗ rồi nó trong kinh nó ngày cẩn thận, ngày quét tước ngày sẽ ngày xách nước ngày để cho đầy cái lu để lỡ khách tăng đến 5 ngày mà không có ngày, tại ngày lúc đó ngày như cái xác rồi,
chẳng biết gì hết. Thì lúc đó chị Tăng cũng có thể sạch sẽ mà có thể nằm ngủ được, và có thể có nước để mà uống, có thể nước rửa tay rửa chân được, tắm được. 9 ngày đi làm đó, ngài làm nhân vật số 2 ở trong Phật giáo thời đó, ngài làm chuyện nhân vật số 2, tức là trừ Đức Phật ra đến ngài làm trong xuôi rồi vô góc lóc đóng lại ngồi đúng 7 ngày nghĩ ra. Mà chư thánh biết rằng sau 7 ngày nhập thiền viện là một cái đại duyên cho chúng sanh nào làm phước ngày nữa, cho nên thường lúc đó là ngày mình suy nghĩ cái ai đây, mà nếu mà mình đại hạnh đại duyên thì mình gặp ngày gặp một vị nào đó, lúc đó là đời mình cũng như là quá xả, tức là một cái tình huống mà trong khi nó một cái tình huống không thể cứu vãn, nhưng nếu mà gặp được cái vị đó là cuộc đời mình cũng là nhức nhối. Nhưng mà có điều phải nói rằng gặp được cái dịp như vậy cũng phải là có phước. Như đời Đức Phật có hai cái lần mà làm phước ngày được phước vô lượng, đó là bữa cơm cuối cùng trước khi thành Phật và bữa cơm trước khi ngộ, thứ hai là bữa cơm cuối cùng trước khi viên tịch. Mà ngày bữa cơm thứ nhất thì do ngẫu nhiên, ngày không có lựa, do ai có duyên thì người đó được. Nhưng mà bữa cơm thứ hai là do ngày lựa, biết ai là người đại phước rồi ghé chỗ đó cho họ cúng. Mà đối tượng mà cúng họ không biết, họ không biết đó là bữa ăn cuối cùng của Thế Tôn, mà chỉ biết cúng. Mà Đức Phật mình ngày cẩn thận, lúc mà công việc giáo hội đầy ắp thì cái sự ra đi của một giáo chủ đâu phải bình thường. Nhưng mà ngày ngày vẫn nói anh em ta mất rồi, thế nào chúng ta cũng sẽ đau khổ một thời gian rất là lâu. Thứ nhất chúng ta rất là thương ta, thứ hai chúng ta sẽ bị tiếng đời dị nghị là vì ăn bữa cơm cuối cùng của chúng ta nấu nướng kéo Thế Tôn viên tịch. Thì chúng ta mới nói với anh em, nói với chúng ta rằng trong đời Như Lai chỉ có hai bữa cơm xuất sắc nhất, đó là bữa cơm trước khi ta thành Phật và bữa cơm thứ hai là trước khi ta viên tịch, mà chúng ta là người cúng bữa cơm cuối cùng đó. Với phước đó chúng ta có thể vạn sự kiết tường, sở cầu như nguyện. Mà thiệt phải sao đúng à, tống tán khâm liệm làm để trà tỳ kim thân Đức Phật rồi anh em đến nói chuyện ông chúng ta. Chúng ta lúc khóc khóc sưng mắt thương tiếc. Ông nói ông con đâu có ngờ Thế Tôn ăn cơm bữa cuối cùng ở nhà con, ngài không hề nói con một tiếng nào hết là ngài đi. Thì ngài anh em Thế Tôn có nói với tôi rằng là khi Thế Tôn mất thế nào ông cũng buồn, và Thế Tôn nói nhắn lại với ông rồi trong đời Thế Tôn 40 năm hoằng đạo thì chỉ có hai người mà được cái đại hạnh đó thôi, mà ông là một trong hai người đó. Có nghe quảng hồn hỏi nhưng yên tâm, và 52 sở hữu. Thế là 52 sở hữu đi chung với mấy cái tâm đó đó. Thế mà kể chi li mình chết luôn. Số 3. Gạch được gạch được dòng số 3. Tất cả pháp phi nhân phi quả. Phi nhân là sao? Phi nhân tức là nó không thể nào tạo ra quả. Mà gọi là phi quả là sao? Là bởi vì nó không phải là cái kết quả của người cha nào hết. Anh không tạo ra một cái quả nào hết, mà ảnh cũng không phải là quả của ai hết. Tất cả pháp phi nhân phi quả. Hai chấm. Ngõ bằng nhiều. Ba di tác vô nhân. Dạ. Ba no, sao mình tự tiện gạch đầu dòng vậy? Nó hai chấm viết luôn. Ba di tác vô nhân. Rồi nói xuống nữa. Ba tố dục giới, năm tố sắc giới, bốn tố vô sắc. Ba tố vô nhân, tám tố dục giới. Tôi nói lộn. Tám tố dục giới, năm tố sắc giới, bốn tố vô sắc. Làm sao mai này đó các vị gặp một vấn đề của tận kinh á, mình có thể phân tích nó ra vị pháp, và gặp một vấn đề của vị pháp đó mình có thể liên tưởng được nhiều vấn đề của tận kinh. Đó là cái niềm mơ của mình, tức là làm sao mà mình tìm thấy được cái sự liên lạc giữa các bạn, đó là đặc điểm đặc biệt. Như hồi nãy giờ các vị thấy đó, tâm đề thọ mà tôi không dám nghĩ là tôi đã nói tận cùng, nhưng mà phải nói là vấn đề thọ mà phân tích vấn đề của thọ và quả phân tích, mình thấy nó có mối liên lạc giữa tận kinh với là tận vị pháp rất là lớn, không phải là rất là lớn mà là một. Ba tố vô nhân nha, tám tố dục giới nha, năm tố sắc giới, bốn tố vô sắc. Đâu mà kệ
không có kể vào phần, không có kể vào phần siêu thế vô. Rồi đó, 13 tạo tha, 22 tình hảo, trừ trừ giới phần. Giới phần là gì? Hai mươi hai tịnh hảo. Ba trừ ba giới phật tức là chánh. Cho nên nó có bị miếng, bây giờ nói tới đây tôi mới nói các vị nghe chuyện, các vị có nghe cái câu mà Mật Tông nói rằng giữ giới mà vô chấp không? Để cái ông tổ Mật Tông nào mà ngày xưa nói cái câu đó là ông có học cái gì pháp. Bởi họ nói là thánh nhân không cần giữ giới, giống như hòa thượng tới điên dù linh ẩn, thì đó là họ kể họ over để quá đáng. Chứ thật ra thì trong lòng của các bậc thánh không có ý nhân từ để không, cái gì nó cứ làm không được. Cũng giống như các vị về như cô này, có bây giờ đây ai cũng có con gái hết, cô này có Khanh Trân, cô này có Jennifer, cô quanh thì bây giờ các vị về có gì nói thế này, mình đứa làm thì làm chứ. Thì gái cũng điểm trang, nhớ cũng chừng mực, má làm ăn cũng khó khăn vậy đó. Thì tôi thấy người ta xài quá là đua đòi, nhưng đó mình dặn nghe chứ có giờ mình dặn đứa con trai không, má làm cực nó đừng có đua đòi phấn son nghe. Jimmy còn Hoàng Nam mọi người ai đó nhà ai có con trai dặn quá, mà trong lòng của mấy đứa con trai nó cũng không bao giờ nó có nghĩ chuyện thôi mình cũng thương má thôi, mình cũng không có xài phấn son làm chi. Mà tất cả trong lòng tụi nó từ hồi còn bú cho đến sau này nó vô lò thiêu thì không bao giờ mà nó nghĩ đến chuyện là mình thương má quá, thôi bây giờ mình không có đại phấn son nghiệp mà. Vì sao? Vì nó đã là thằng đất thì làm sao mà nó nghĩ đến chuyện mà phấn son nhé. Thì ở trong lòng vị thánh cũng vậy, thì cái chuyện đó các ngài nó không phải là nhu cầu, cái phiền não đó nó không phải, nó không có, đối với các ngài nó không có lý do gì mình để nó không có mặt. Nhưng hôm trước tôi có nói với các vị rằng nếu mà hiểu, có nhiều lúc mà tôi tỉnh táo nhất á thì tôi nghĩ là thiệt tình á, tôi sao mà trận tôi buồn tôi khổ quá, tôi nghĩ mình thiệt tình mình không có một lý do gì để mình tiếp tục sanh tử luân hồi nữa, tôi biện không ra lý do. Mà Đức Phật ngài nói còn nặng hơn, ngài nói giống như một cái khúc gỗ mà bị cháy xém hai đầu, chính giữa là dính phẩn, thì cái miếng gỗ đó không biết dùng vào cái việc gì cho được. Cũng vậy đó, cái sự tái sanh á, dù mà một chút xíu ở một cảnh giới nào nó cũng không nên có, vì không có lý do nào để mình tiếp tục tái sanh. Vì tôi hỏi các vị, các vị ra các vị nếu cần khỏi trả lời cứ nhìn tôi là được rồi, còn nhìn xuống đất. Còn tại sao mình cực ánh sáng ngoài đất, sao mình cực đi làm có tiền đá biêu, hỏi đá biêu là gì vậy? Thì là mình có thân, mình có nhà ở, có con mình phải nuôi, nó đang đi học đại học phải lo cho nó thành nhân thành danh. Hỏi mà ổ rồi sao nữa thì anh tưởng là làm bác sĩ thì sao nữa, thì nó lấy vợ lấy chồng rồi sao nữa nữa thì sau này tôi tới tuổi thì tôi chết rồi, còn tụi nó sao thì tụi nó già nó cũng chết rồi, hỏi sao nữa nó tiếp tục. Thì mình nói chung là mình phạm vô mình là mình đẻ ra hệ lụy và mình giải quyết cái hệ lụy đó, các bạn nghe kêu không? Như cái thằng nó nói với mẹ nó nói, tại sao mẹ ép con lấy vợ chứ nữa, mày đó cái gì mày cũng ôm chân mẹ hết á đó, bố còn sống thì mày ôm bố, bây giờ mày bố chết mày ôm chân mẹ, rồi mày lớn lên rồi gặp chuyện này chuyện kia rồi ai mà giải quyết lúc mẹ không còn nữa. Cái này nữa thì con không có lập gia đình thì làm sao mà có vấn đề gì giải quyết cái nào các bạn, cứ có vợ thì cũng có vấn đề. Cái chuyện là chuyện cười, nhưng mà tôi lại nghĩ khác, do mình đẻ ra vấn đề, do mình đẻ ra vấn đề để mình giải quyết, chứ thật ra không ai mà để mà đẻ ra cái lấy nguyên cái vấn đề nhét vô tay một đứa bé, mà có tự mình đẻ ra rồi tự mình đi rước cái vấn đề đó để mình giải quyết thôi. Như mấy năm tôi lo tôi chạy lên tôi inspection cái xe của tôi, rồi tôi lo insurance, rồi tôi mai ra ngày mốt bắt ra lo cái thay đồ của xe tôi nữa. Thực tình nó là người tôi phải đi học, tôi phải đi tới đi lui ở đây, tôi phải có cái chân có cái chiếc xe để mà đi, chứ thiệt ra mà nói thì rất là xót xa, rất là phiền. Mà thánh nhân là cái người chỉ gọi là bất đắc dĩ giữ lại cái gì mà nó là nhu cầu, chứ còn cái gì thích ngày bọc rồi còn mình sao, cái mà nhu cầu là nó đã đủ hành mình là lé rồi nè, mà mình còn đẻ ra thêm cái mình thích. Mình thánh nhân là một cái là ngài đã mệt rồi nhỉ, nên đó là lý do tại sao mà ở trong tâm bậc thánh nó không còn phiền não, cho nên ở đó không có trong tâm hồn còn phiền, có thể đẹp cái gì hết đâu mỏng.
mà trong trong tâm tâm tố không có ngũ phần nha, nó tâm tố không có giới phần. Rồi phải 28 sắc pháp và niết bàn. Hay cảm ơn. 28 sắc pháp và niết bàn. 28 sắc pháp được gọi là phi nhân phi quả. Phi nhân phi quả. Chú trị đâu nè? Nào nó phi nhân thì đúng rồi. Tại sao nó lại là phi quả? Nó rất quê rồi. Tôi giờ cô Nhi. Hiểu không? Tức là nó phi nhân là đúng rồi, cái này nó không thể tạo ra người ta. Nó là vật chất nhỏ như cái lon này, làm sao nó tạo ra cái gì nữa hả? Nhưng mà tại sao nó là phi quả? Vậy tôi hỏi các vị như vậy, như nãy tôi nói là nhìn các vị là biết đây là do đời trước tạo ra mà, phải không? Vậy nó phải là quả chứ sao nó phi quả. Nhưng mà nó không tạo ra quả, tức là nó là phi nhân. Nhưng mà nhất nó phải là quả chứ, nó là cái được tạo ra. Có gì đâu, hiểu không? Cái số 1 á, cái số 1 á, tất cả pháp gì là quả, đúng không? Có chưa? Số mấy chứ? Đâu cái đâu tất cả gì thực quả nó mất tiêu rồi. Rồi ai là đánh ừ. Quả chỉ kể danh pháp thôi. Ở trong pháp gì thì quả chỉ kể danh pháp, do đó cái sắc pháp nó không có nằm ở trong cái gì thì quả, cho nên nó không có bị kể vào cái gì thì quả. Các bạn nghe kịp không? Đó là cái cách giải thích đơn giản nhất, tức là nó có trong tâm đề này nó có ba câu. Thứ nhất là tất cả pháp gì thì quả, thứ hai là tất cả pháp gì thì nhân, tức là cái nhân tạo ra gì thì quả, cái thứ ba là tất cả pháp phi nhân phi quả. Thì tại sao 28 sắc pháp được kể là pháp phi nhân phi quả, là bởi vì ảnh không, vì 28 sắc pháp không tạo ra nhân cho nên gọi là pháp phi nhân. Mà tại sao gọi là phi quả, là bởi vì ảnh không có được kể trong cái pháp gì thuộc quả. Bây giờ ở đây các ngài Đức Phật các ngài chỉ nói đến cái danh pháp thôi, là đang nói đến cái cạnh danh pháp trong chúng sanh ấy. Tạm thời mình chỉ ghi nhận việc đó thôi. Ở đây Đức Phật chỉ nói đến danh pháp thôi. Chỉ nó có một chuyện nữa. Các bạn ghi Niết Bàn chưa? Ok. Niết Bàn là phi nhân phi quả. Ở đây tôi muốn nói một chuyện. Các bạn còn nhớ cái quan hệ giữa khổ đế, thập đế, diệt đế và đạo đế không? Khổ đế đó, nó là quả của thập đế. Còn diệt đế đó, nó không phải là quả của đạo đế. Một cái tạo ra và một cái dẫn đến. Các vị có phân biệt được cái đó không? Tạo ra là sao? Tạo ra là cái này. Do bà A đó, bà tạo ra con của bà, thì đó được gọi là quan hệ, mình tôi gọi là tạo ra. Nhưng mà vì bà có con á, bà mới bị lâm vào cảnh túng quẫn, không có tiền. Cái gì có phân biệt được hai cái đó không? Tức là một bên đó là cái mái nhà bà nó sơ sát, còn bên là bà có một đứa con. Thì bà đứng ở giữa, một bên là cái nhà, một bên đứa con. Bà nói đó, tôi là nhân để tạo ra hai cái này, mái nhà sơ sát và một đứa con. Tôi tạo ra đứa con của tôi, và cũng chính tôi tạo ra cái ngôi nhà rách nát này.
Vì nếu mà tôi không có con á, thì hai chồng tôi sẽ ở ngôi nhà khá hơn. Nhưng mà chính vì tôi có con á, cho nên nhà anh như vậy. Nhưng mà cái chuyện ở nhà nó tan nát hay cái mối quan hệ đó nó không giống như quan hệ giữa tôi với con tôi. À, mình hiểu cái năm nay là trực tiếp gián tiếp đi, hiểu cái nói theo kiểu ngôn ngữ là trực tiếp với gián tiếp, nhưng mà tôi thích dùng cái chữ là tạo ra và dẫn đến, nó hoàn toàn nó khác nhau. À, cho nên là rất là nhiều người họ 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 thấy sắp tới cái trật tự khổ trước rồi cái tập khổ là tất cả hiện hữu, tập tức là lục ái, con đường dẫn đến khổ đế, diệt đế tức là sự vắng mặt của khổ và tập, còn đạo đế là cái con đường dẫn đến những thời gian khoái chí, cái họ kêu kêu đó là hai cặp nhân quả chứ thật quá chứ không phải. Cái quan hệ giữa giữa khổ đế và tập đế nó không giống như là cái quan hệ giữa diệt đế và đạo đế. Cái đèn nó cháy là nhờ dầu, cái nhờ đó là cái nhờ là đó là quan hệ giữa giữa tập và diệt, giữa tập và khổ đế, nhưng mà do cái đèn nó tắt cho nên một phòng nó tối, thì cái tối đó nó không đâu liên quan tới cái đèn thôi. Cái đèn nếu mà cái đèn nó biết nói nó là tại tao hết dầu tao tắt thôi, mà tại tao tắt là mày mới tối. Nó khác cái chuyện kia nha, khác nha. Rồi bây giờ mình học qua tam đệ, tam đệ gì tối nay mình học tới bao nhiêu tam đệ đó, qua trung bộ kinh đó nhé, học cho nó hết. Tam đệ quả, tam đệ thọ hả? Thứ cái gì quên chưa, tối nay cô Hương có thấm gì cuối cười cười này. À, tam đệ thủ, thủ đó là một vấn đề rất là vui. Có không? À, chắc 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 bao nhiêu đây là để nó coi đủ không? À, đủ rồi, tối nay học nhiều rồi, học nhiều quá cũng cùng. Tam đệ thủ. Trời ơi, cái gì tôi ghét cái gì nhỉ? Tôi có cái headset tôi xài tôi thích lắm mà tôi ghét lên lái xe, trời ơi, có lúc tôi người ta gọi tôi bốc lên tôi bốc không kịp, mà bốc bấm lộn số nữa, ghét vậy. Tam đề thủ u ba, u ba đinh đó chị kìa, u ba đinh đó, u ba đinh nó từ cái căn là à tí ra tí. Adi tí là gì? Là nắm cầm. Chứ Adi tí thì nó tới hai nghĩa, nó là grasp mà nó cũng nghĩa là hold, mà nó cũng nghĩa là keep, mà nó cũng có nghĩa là carry. Đúng nghĩa vậy đấy. Là grasp, hold, là keep, là carry. Như nói là Đức Thế Tôn buổi sáng, và buổi sáng Pattachi Varang Adaya là sau khi cầm cầm lấy y bát. Hồi xưa tài sản của ông sư là đi đâu cũng mang theo đủ, đi đi bát cũng mang theo hết cái gia tài luôn. Còn như như đừng có nói siêu huynh hoặc là nhà hậu giá mà nói cái gia tài của tôi là sao, tôi đi đi bát cũng mang theo hết được, sách vở rồi đồ chơi rồi tôi lưu hết đồ kiếm. Chứ gia tài của thời của Chư Tăng thầy Đức Phật đó, là Chư Tăng nói Đức Phật nói đời sống của Sa Môn đó, đúng là một cánh chim trời, bình bát là cái mỏ, y áo là đôi cánh. Đúng là sao, tôi nói các vị nghe tám món: kim chỉ, cái vải lược nước, dây lưng, con dao cạo tóc, cái bình bát, với cái tăng nhà lê, mà tất cả những cái đồ mà nè, bây giờ tôi nói nè, cái miếng vải lược nước mình xếp xếp là được, cái ống đựng kim, ống nó chỉ là một cái ống cái tuyếp để mình đựng chi kìa, ống đựng kim, rồi cái miếng cái vải lược nước nó lớn hơn cái miệng bát chút xíu thôi, bạn nó bằng cái khăn bông xoa của mình vậy đó, ống đựng kim, vải lược nước, dao cạo, rồi mấy cái đó mình túm túm là bỏ trong mình bát, mình bát bản thân mình bát cũng kể là một thứ gia tài đó, rồi cái tam y cái y mà lớn lớn mà nó siêu mắt này nè, cái đó thì đắp đắp trực tiếp lên người luôn, lâm y xong quay trẻ nó lên trên người, còn cái lưng là cái dây bên trong của tôi nè, thì cột sẵn không cột coi như xong sao bao thuộc qua ngõ luôn á, thì là cột rất là xong rồi đấy, dây đó rồi xong. Cho nên nó đặc biệt chỗ này, đi chung với Đức Phật á, đi bát ra ngoài đa số nó đau thao, đến Đức Phật nói chúng ta có duyên, Như Lai có duyên sự cần phải đi về Bọt Ả Thơ, dạ đi theo luôn, không bận tâm chuyện pháp luân nữa, biết tất cả cái gì là nó đã trong đó rồi nha.
mà trụ trì của chùa Pháp Luân nó là ác cái chỗ là cũng y hệt như vậy nữa. Mà trụ trì là cái gì? Trụ trì chỉ có nghĩa là cái người nó có trách nhiệm. Chư tăng đến coi bao nhiêu ông, chiều nay chùa qua đến 1.500 hả? Ô lên hội trường ngủ nha. Trụ trì nhớ trách nhiệm đó thôi, là người mà phân phối sắp xếp. Hoặc là 1.500 thì hồi đó không có điện thoại thì có phật tử họ đến chùa tỉnh bà quý sa kha cấp cô độc bà đến bà hỏi vị sư trụ trì đó và bao nhiêu tăng đến ngày mai bà tỉnh thì sư trụ trì thường là sư trụ trì có một vị gọi là phát tu đề sa kha theo sư trụ trì là ông hết, ông phải có một ông chuyên lo về cái chuyện đó, ông mới kêu cái ông đó lên, ông đó có thể là sư trí tịnh đó. Bây giờ chùa có bao nhiêu sư tịnh? Wow, 17.000 vị. Thì sư trụ trì sẽ nói lại với thí chủ hoặc là trực tiếp sư tịnh sẽ nói với bà quý sa kha cấp cô độc rằng ngày mai 17.000 bà nói cho con 2.000 cấp cô độc cho con 2.000 là 4.000 còn lại 13.000 thì là tự đi bác lấy. Thì trong số mà 4.000 mà đi đó thì các vị sẽ bị nào già bệnh yếu thì được không được đi ăn cho nó đỡ cực, còn mấy ông nào mà khỏe quá thì chỉ có bác chơi nữa. Rồi đi như vậy đó mà dọc đường 10 ngày sẽ phát 10 ngày đi xong rồi đến một chỗ ăn xong rồi mà ngài nói với 500 vị đệ tử này, chúng ta có duyên sự phải đi về trên Dallas nha. Dạ, rồi ông bác đi luôn. Không có một vấn đề gì cả, không có một vấn đề gì hết. Nó là như vậy, rất là đặc biệt. Nên trong đọc trong kinh nói như vậy tôi nghe một thầy Thế Tôn ngụ tại Sa-pa-ti, rồi lúc bấy giờ vào buổi sáng Thế Tôn cùng đại chúng thì khe khoảng 500 vị sau khi cầm lấy y bát đã vào thành khất thực. Lúc bấy giờ Thế Tôn suy nghĩ nay còn quá sớm để vào thành khất thực, thôi thì ta hãy ghé vào thăm các du sĩ ở vườn Tử Nguyễn. Rồi các du sĩ nhìn thấy Thế Tôn từ xa, họ đang trò chuyện và họ nói bấm khẽ nhau mà nói: Sa-môn Gotama và các đệ tử thường thích yên tĩnh, chúng ta muốn họ đến chúng ta hãy giữ yên tĩnh, thấy chúng ta ồn ào các vị sẽ không đến. Và thường các bậc kinh được bắt đầu là tôi thuộc lòng rồi như thế, rất là đặc biệt. Rồi đến đó hoàng pháp đó dạp đó không hề cứ mang một cái gì đó. Có một đêm trăng á, Phật ngồi giữa một khu rừng với tăng chúng và đưa bàn tay lên, ngài hỏi rằng tay của ta có nóng được gì hay không? Chứ tăng nói vậy. Rồi nó nắm lại tay của ta có buông gì mà ta có nắm những cái nắm này không? Có hư không mà. Rồi nói rằng đối với một cái quan hệ giữa tăng và tục tục là như vậy, không nắm bắt. Đó là ngài mình không nắm là chết cha nữa. Ngài không có nắm nhưng mà ngài có tam thiên đại thiên thế giới nó support. Còn mình mà mình không có khéo, có một cái relationship đó là mình đổi. Vậy mình đã lương phải không? Mà thời xưa thì vậy chứ thời này ta nếu mình ngu nó thời này mình không khéo mà không khéo ràng buộc không có những quan hệ và cứ nó ngu nó khôn. Bây giờ họ nói mình phải ngoại giao để nắm hết đứa nào cũng nắm hết mình đứa lo chuyện gì gì tam cung lục diện lo nhúng nó mình ngu, có người nói tôi ngu rồi. Rồi cái chữ út ba từ chữ út ba đinh ná đó tôi mới nói cho các vị nghe về a đi tí. Khi nào mà các vị học Phật pháp một chữ thôi mở ra cho mình một khung trời đó là lúc đó là tôi thấy là an lạc, hiểu không? Tức là cái chữ gì nó gửi cho mình được á. Tôi bây giờ tôi có thêm tôi không giỏi ở chùa này về vi pháp có siêu nhớ nặng mà về Pali với ngạo giác tôi không dám mua rượu, nhưng mà tôi phải nói một chuyện là hình như là tôi có kinh từng trang từng cái chữ hay mở ra tôi rất nhiều khung trời. Nhưng hôm nay chúng ta học về tam thị thủ chữ út ba đinh ná thôi nó mở ra cho mình nguyên một khung trời về đời sống chúng ta ngày xưa rất là lớn. Mà mình thì sao mình cứ học cứ lẩm nhẩm nhí miếng như là giỏi lắm rồi, mình bây giờ mình nghĩ chút như là khá lắm rồi. Khoan quên hỏi các vị tâm đề đầu tiên nè. Khi học về tâm về tam đề về đầu đề tam á, hôm qua tôi giải thích mà không có cụ thể nên tôi ôn lại. Khi học về đầu đề tam á, tức là ta học về tất cả những vấn đề giáo lý mà được Đức Phật chia thành từng group một group gồm ba đề tài. Tụi nó có thể liên hệ chặt chẽ với nhau hoặc là liên hệ gián tiếp với nhau. Thì có những cái group mà cái chi pháp của nó đó, khi mà kể ra bao nhiêu tâm, bao nhiêu sở hữu, cái chi pháp của nó ôm hết cái này đó. Thì Đức Phật gọi đó đó, các vị A-la-hán gọi đó đó là cái chi pháp hàm tận. Còn mà chi pháp nó chỉ cái chi pháp của cả một group ba vấn đề đó mà nó chỉ giải quyết một nhóm nào đó gọi là chi bán. Để đặt tên á thì cái trường hợp mà dùng một cái lấy một cái câu đầu tiên lấy một cái trong tam đề đó lấy có nhiều cái group á group nào cũng có ba câu nhưng mà có nhiều group
lấy cái vấn đề của câu thứ nhất đó làm cái tên gọi chung cho cả nhóm đó. Thì cái đó Đức Phật này gọi là Adilatanamatika, Adilatanamatika tức là tam đệ chi bạn. Còn nếu như mà hết trơn cái tên gọi đó, đó là được nhắc đến trong từng vấn đề đó thì Đức Phật gọi là Sappalatanamatika, tức là hàm tận, đúng không? Rồi cái hữu dư là sao? Gọi là Sappadesanamatika, tức là cái chi pháp đó, nó gồm hết trơn thì gọi là vô dư, Nippadesika. Còn mà chi pháp chỉ nói đến đến một cái chút gì đó thôi mà nó không nói hết á, không nói hết bốn chân niệm pháp thì gọi là Sappadesanamatika, tức là hữu dư. Thì bây giờ tôi muốn hỏi lớp, bữa nay mình học về tâm địa thọ phải không ạ? Trước tâm địa quả nó là hữu dư hay là vô dư? Tại sao hữu dư nghĩa là còn sót à? Nó bỏ sót cái nào ở trong cái này, trong cái bản niêm này nó nói về sắc, vậy nó là hữu dư rồi. Vậy nó hàm tận hay chiết bán? Tại sao? Hả? Trước hết mình nói về cái tên của nó trước đã. Cái tên gọi nó là chiết bán hay hàm tận? Tại sao? Tại vì cái nó chỉ lấy cái đầu thôi à. Còn gọi là hữu dư hay vô dư vì nó hữu dư, vì nó nói nó còn sót lại. Ok. Rồi cái thứ hai là tam đệ, tam đệ thủ. No. Ở vậy nãy giờ tôi về nãy giờ mình học bao nhiêu tam đệ rồi? Vậy nữa à? Còn tam đệ thọ là học chưa? Học rồi. Ok, vậy mình học tam đệ thủ xong rồi hồi qua trung bộ kinh liền nhé. Tam đệ thủ. À, bây giờ ta qua đến tam đệ thủ nha. Ok, đúng rồi. Bây giờ tam đề thủ. Dạ. Gạch đầu dòng thứ nhất. Tất cả pháp thành do thủ, cảnh thủ, cảnh thủ. Mã hoặc đơn. Do tứ thủ tạo nên. Thành do thủ gọi là gì? Mình phải hiểu cái nghĩa nó là do tứ thủ tạo nên. Và cũng do tứ thủ nhận biết. Do tứ thủ tạo nên và và tứ thủ cũng có thể nhận biết và cũng có thể được nhận biết. Đọc lên từ đầu giùm tôi đi. Do thủ cánh thủ máu đơn tạo nên và cũng có thể được nhận biết bằng tứ thủ. À rồi sao cũng được. Mà tôi thích cái câu thứ hai hơn. Và cũng có thể được nhận biết bằng tứ thủ nha. Hai chấm. Cô về có chép bài đàng hoàng lại không? Tốt lắm. Để khi chép như vậy đó mình học 5 lần nữa. Tôi cũng có cái tôi buồn là bà bẩm sinh tôi nói nhanh quá mà cái giọng tôi nó được hay. Chứ các vị biết, nếu mà tôi ngồi tôi suy nghĩ lại đó, các vị biết thấy thương lắm. Tối tôi nghe băng giảng của Thượng Thanh Từ, nghe băng giảng Sư Cô Trí Hải, của Thượng Nhân Hạnh Tự, của Thượng Nhân Hạnh Tự. Trong phòng tôi nghe có ba cha đó thôi, Thượng Nhất Hạnh, Thượng Thanh Từ với Thượng Sư Trí Hải. Mà nói của Thượng Sư Trí Hải thì nói nhanh. Còn Thượng Thanh Từ thì Thượng nói bâm na lắm, bình dân lắm. Không có khe ai cười nữa. Nói nữa. Của Thượng Hạnh này kẻ nhặt, nó rất là hay nhưng mà chữ nghĩa trời, quyền xài nó đắt đỏ lắm, giống như Sư Dưới Đẳng này. Xài cái ghê lắm. Chữ nó là nhất tự thiên kim á, rồi nhất tự thiên kim là chữ nào nói theo trong cái văn phong ở trong kinh á, Đức Phật nói rằng một cái vị tỳ kheo mà có cái ngôn ngữ và cái sở hành mà cái gì có một cái sở hành mà
một vị tỳ kheo mà hội đủ như tiêu chuẩn để trở thành trưởng lão đó, tôn túc đó, thì phải là người có cái sở hành đi đứng và nói năng giống như người ta cầm một cái túi đồ châu báu mà để lên bàn, tức là cầm lên cái cách cầm nó không giống cái cầm đồ bình thường rồi, cái cách để cũng phải để đồ bình thường, và để sau khi để xuống rồi còn phải trân trọng nó, hiểu? Nếu mình xách nguyên cái bao mà bao bao quần rách mình đi ta ra vô cái tép cái gì khác, còn đóng nguyên cái bình đồ cổ đời nhà Minh lúc mình cầm nó là mình cầm nó không giống rồi, khi mình để nó mình để nó cũng không giống cái đồ khác, mình để nó xong rồi mình đi ra đó mình nhìn trở lại nó, mình nhìn bằng con mắt nào cũng khác. Cho nên trong kinh Phật dùng hình ảnh nó rất là tình nữa, một vị tỳ kheo cải kính là phải là người có cái sở hành, tức là có cái activity đó, sở hành và ngôn ngữ giống như một người cầm một cái túi đồ châu báu, tức là lúc cầm nó phải làm sao để nó xuống mà sao lui ra nhìn trở lại nó cũng rất trân trọng. Và Đức Phật này nói cũng là người nói một câu tôi rất là thích này, các tỳ kheo của loài sư tử nó có điểm đặc biệt là khi nó bắt một con mồi lớn hay là nó bắt một con mồi nhỏ nó đều giống nhau ở chỗ là luôn luôn nó chụp một cách cẩn thận, không phải không cẩn thận. Cũng vậy đối với Như Lai và những người thánh đệ tử, khi nó nói pháp cho chúng sanh nói pháp một cách cẩn thận và không phải cái cẩu thả, dầu cho cái đám đông đó là 1.000 người hay là đám đông chỉ hay là đối tượng chỉ một người, đối tượng giết một người hoặc là đối tượng là 1.000 người, Như Lai nói chuyện có một cách. Vì sao? Vì mình biết rằng một cái câu nói này mình nói ra rồi, ta chưa nói ta làm chủ nó, ta nói ra rồi nó làm chủ ta. Có nhiều cái câu nói đó, tôi có tiếp xúc với nhiều người chỉ một câu nói thôi làm thay đổi cuộc đời của họ. Mình bởi cho nên trong Kinh Ngôn Đại Phương có một câu rất là hay, nếu bạn biết câu nói của bạn nó có cái ảnh hưởng đối với người khác như thế nào, có lẽ bạn sẽ ít nói hơn. Và cũng Tây Phương, người Tây Phương tôi đọc Kinh Ngôn Đại Phương ngoài gần như đêm nào cũng đọc, nó một câu rất là hay, ta nên ít nói lại, vì khi ta nói nhiều quá ta sẽ bắt đầu nói ta sẽ nói về mình, ta hiểu rồi đó. Đâu ai hiểu rồi đó, nói tôi nghe. No. Nói tiếng Anh đây nè, when you speak aloud, phải không cái, you talk to yourself. Tôi thử tiếng Anh đó quý vị, tôi thử tiếng Việt quý vị, tôi thử khả năng suy nghĩ của các vị. Nếu mà phân tích cái đó nó không đủ, không đáng để bỏ luôn, tôi điển danh ngôn luôn. When you talk aloud, phải một cái, you talk to yourself. No. Vậy bây giờ cái câu đó cái nguyên văn nó xài chữ to, thì bây giờ tôi sẽ nói cho các vị nghe dễ hiểu hơn. When you talk aloud, phải một cái, you talk about yourself. Khi mà tôi nói ít á thì là tôi nói về Phật pháp, mà khi tôi nói nhiều ham nói quá đó thì lúc bây giờ tôi show up, tôi mở cửa thì mọi người thấy cái bản chất của tôi như thế này thế này đó, nó nghe hiểu. Cho nên bên ta nói khi mà ông bên ta của pháp thì ông nói rằng khi không còn gì để nói người ta sẽ nói bậy, còn thằng Mỹ thì nó nói câu nguy hiểm hơn, khi mà bạn nói nhiều quá thì bạn không còn nói vấn đề khác nữa mà bạn đang show up của người bạn cho người ta thấy. When you talk a lot, phải một cái, you talk about yourself. Tôi khỏe đâu rất là đặc biệt, cho nên tôi mê. Cho nên tôi nghĩ là nếu mà sau này mà tôi có con ấy, tôi đặt tên một đứa, tôi đặt là ngạn ngữ, đứa đặt là danh ngôn, đứa đặt là phương ngôn. Nhưng mà nghĩ là chuyện mới là bắt thì ba đẻ một đứa đặc biệt là tôi, cái gì mà tôi mê là tôi chắc là đó ông già mê con hạt hay con đẻ này đặt hoàng nghe những tên con thì họ có cái đặc biệt danh ngôn, cái quotation ấy, quotation của người. Từ miền Trung mà họ có học, họ thông thúy. Từ miền Nam đặt tên con như đặt Nguyễn Bé, Nguyễn Lẹ. Không, mình không nói xấu người này, nó nôm na lắm. Nhưng miền ngoài họ ghê lắm, họ đặt tên dù giàu, giàu nghèo cũng không biết, họ đặt tên họ có tính toán. Mà chưa kể trong tông thất á, tôi trong tông thất á, mình chỉ nói hỏi nhỏ tên gì, nó nói ra mình đoán được nó là dòng thứ mấy. Nó cách ông Bảo Đại Bảo Sa gần hay xa mình biết sợ vậy đó.
Nó có, ví dụ mình nghe bắn bắn đà bác 8 lần chưa tới bảo đại đâu, nhưng mà nghe nó biết sắc nút, nghe cái tên, nghe cái nghe cho đủ hết trơn, biết nó gần bảo đại, nó cách bảo đại chuyện gì em mà. Nhưng mà cũng cái tên nó cũng nghe không tầng tôn ngữ cũng lòng thòng lắm, nhưng mà biết sao hay lắm. Bên Bắc Tông mà pháp danh đệ tử đặt đoán ra nhìn vòng mà biết đó là sư thúc hay sao là sư bà. Có nhiều thằng trẻ măng à, mà nghe tên biết là đứng trong vai nó vai lớn. Như nếu tính hơn kiếm hiệp của tôi là thiệp thế 13 tự tha hôm nay tình hảo thì quy tắc đi chứ khỏi cái sở hữu sở hiếu gì đâu. 32 quả hiệp thế bỏ vô tâm luôn, 32 quả hiệp thế, 13 tự tha, 22 tình hảo trừ giới Phật. Hai tình hảo trừ giới Phật, tức là nó do thủ thể tướng tạo ra và nó cũng có thể được biết bằng bằng tâm mà có tứ thủ đi cùng. Xem chưa? Rồi thủ là tứ thủ là giữ nắm bắt á. Có biết anh có bốn thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Dục thủ có nghĩa là trong năm cảnh trần mình bị dính mắc ở trong đó. Năm cảnh trần là sắc thinh cái vị xúc, mình có nhiều người họ khoe hình có, nhất là tôi về quê tôi hay nghe cái đó. Tôi nói chuyện với thầy tôi không có tu, tôi ăn nghiền nó lành cả đời, tham của người ta, vợ mình nhà mình ở mình sai thôi, con mình nuôi tôi tham của người ta đó tu rồi. Nhưng mà thật ra nó cách hiểu vậy thì nó đâu còn gì là ông Phật nữa. Bởi vì ngay cả ông Trường Trảo là cậu của Ngài Sa Lợi Phất mà ông nói rằng đối với con tất cả những kiến thức, những hạnh phúc trên đời này đều là vô nghĩa, con ôm ấp cái gì vậy? Cái Phật hỏi như vậy thì ông có cảm thấy ông hoan hỷ với cái trình độ đó hay không? Ông nói hoan hỷ này đó là chấp rồi, hiểu không? Tức là tôi tự hào đó, là trong khi mọi người không hiểu được tam tướng mà tôi đó hiểu được tam tướng, tôi hoan hỷ với cái kiến thức đó là tôi đã bị mắc vào. Cho nên là tối học về kinh bảy mồi tôi vẫn nói có những con nai nó gặp mồi là nó ăn thì đó là quá tệ mà nó nói, nhưng mà có những con nai nó gặp mồi nó không ăn mà nó lại đi vào rừng sâu nó ở một chỗ không có mồi thì cuối cùng nó bị xanh xao dằn vặn, nó phải trở ra nó ăn thì nó chết rồi cũng còn lại. Mà có những con nai ăn mồi biết tránh bẫy nhưng mà nó tránh bẫy bẫy gần, tránh bẫy nhỏ mà nó lại mắc vào cái bẫy lớn. Một vị tỳ kheo không bị mắc vào danh lợi nhưng mà bị mắc vào đệ tử, mắc vào tiếng mà mắc vào cái đức hạnh của mình. Ví dụ như là người tu sĩ, tôi nói đó các bạn không hiểu, nhưng mà vì tôi tu sĩ thì tôi hiểu trong tu sĩ có những cái đó. Có những vị tiền bạc tình cảm với họ nó nghĩa lý hết, nhưng cái họ mê cái chuyện thôi, tức là họ có được cái feeling của một người trong sạch giới lực, cái feeling nó đặc biệt lắm. Mà tu thiền mà giỏi đó, mình an lạc với cái an lạc với cái tu thiền của mình, mà mình giữ giới trong sạch mà lâu ngày nó sẽ có cái chấp. Chấp là sao? Chấp là tự tán thỉ tha, coi người khác ra thấy người ta thì kêu mình giữ ăn nó phòng, thì kêu mình giữ nó quá ba y, thì kêu gì ngủ chung nhà với cư sĩ trong một mái, thì kêu gì mà cho sa di ngủ chung quá ba đêm, thì kêu gì mà giữ tiền bản, thì kêu gì mà người ta không có yêu cầu mà cũng đòi hỏi món này món kia. Khi mình nghĩ như vậy thì tan quá, giữ giới như vậy là mình không còn giữ cho mình nữa mà mình giữ cho người ta. Tôi nhớ nãy sư cậu tôi kể một chuyện tôi rất là thích, đó là sư ông ngoại muốn gán ép cho ông ngoại sư cậu đi lấy một người con gái mà theo ông ngoại là được, mà ép sư cậu không có thương, cậu thương người khác lúc sư cậu chưa có tu. Của sư cậu bực, có sư cậu nói tiếng à tía nói tiếng ép con lấy cô đó vì tía thương con, mà theo con thì tía thương con là vì tía thương tía nhiều hơn vì lấy là về con ngủ với bả chứ đâu phải tía, con cưới là con dựng sống với bả chứ đâu phải là tía tía sống đâu. Nhưng mà tại sao tía hôn nhân của con, nhưng tại sao tía chọn người đó cho con mà tía ép con? Vậy rõ ràng là tía nói tía thương con, thật ra là tía thương con là vì tía chứ không phải tía thương con là vì con. Cho nên nếu mình giữ giới là mình giữ giới về tự đáy lòng mình thấy cái chuyện đó nó không cần thiết thì đó là mình giữ giới cho mình. Nhưng mà nếu mình giữ giới vì mình thấy nó là một cái cơ hội để mà mình chà đạp người khác thì lúc bây giờ nó làm mắc vào trong một cái điều gọi là giữ giới cho người khác, vì người khác. Và lúc đó trong ba hạng người sống cho sống vì lấy mình làm trọng, lấy đời làm trọng và lấy pháp làm trọng, mình không phải là lấy pháp làm trọng nữa mà mình lấy mình làm trọng, lấy đời làm trọng. Và điều này Đức Phật mới khen mình làm thế nào đó mà lấy pháp làm trọng. Biết có một cái chuyện đó là
cái gì mình giữ không được thì mình phải can đảm mình nhận giữ không được, chứ không nhất thiết là khi mà mình bảo vệ cho mình lại đi nói ông nói xấu là quá tệ rồi. Thế mình nói nó mà ví dụ mình sửa cấm chế, ví dụ như vậy, ví dụ như thuốc thuốc ví dụ thuốc thuốc đủ gì nó ối sao sao chú thuốc, cái tôi nghĩ là không lấy về mình nói tan quan mình dở tôi nó trong lực nó cấm mày cấm cho được, thời đó làm gì có thuốc lá. Người trong Mỹ biết hút thuốc là từ người Maya, người Inca, người da đỏ họ dạy cho người Tây phương hút thuốc. Mà ví dụ như tính ô cái đó là Đức Phật cũng cấm. Ô vậy sao mà siêu siêu đi xe mình một tỳ kheo, một mình tỳ kheo ngồi xe với một người nữ đi đoạn đường dài quá có nên không? Trong lực cũng có cấm, cái nào lực đó làm như có xe cấm, hiểu không? Cho nên lúc đó nó nếu ai hỏi tôi đó, nếu tôi là một người mà có can đảm tôi phải nói rõ ô cái đó là không tốt. Nhưng mà tại vì nếu mà tôi có quê thì tôi phải nói thì sao, nhưng mà không được quyền nói sửa luật để nó ở tại bữa kẹt có tôi cái bữa đó là tôi đi làm giấy tờ mà tôi tìm không ra một người nam, cho nên tôi nghĩ là đi ban ngày không có cách đêm nói sao không phải ô người nam. Tại sao nó sửa thêm mới nữa, nó sửa riết cuối cùng hỏi là có thể là trong chùa mỗi ông một bà vợ phải công khai đó, chứ không phải là như Việt Nam là tôi biết đó tôi ở với chùa dơi đó ha. Cái đâu rồi 13 tự tha 22 tự tình hảo hả, tự giới phần nha, 22 sắc nghiệp hả, 22 sắc nghiệp. Theo các vị có nhớ bao nhiêu loại sắc pháp không? Sắc pháp có một, tức là 28 cơm chung gọi là sắc pháp thôi. Sắc có hai đó là sắc tứ đại và sắc y đại sinh. Sắc tứ đại là đất nước lửa gió, còn sắc y đại sinh là cái sắc pháp mà nó được sanh ra từ từ tứ đại. Còn nếu mà sắc pháp mình phân ra bốn là cái gì? Nghiệp, tam, âm dương, vật thực. Nghiệp là sắc nghiệp là sắc gì? Sắc nghiệp là sắc nào mà nó được tạo ra bằng nghiệp quá khứ. Còn sắc tâm á là nó do cái tâm của mình tạo ra. Ví dụ như mình đi đứng nói cười thì cái đó gọi là sắc tâm. Còn sắc âm dương đó là những cái loại sắc pháp mà nó do trời đất vũ trụ thời tiết khí hậu nó tạo nên như cây cỏ. Còn sắc vật thực tức là cái sắc mà phải do cái gì dưỡng tố, do cái nutrition, cái thức ăn mình bỏ vô để mình nuôi nó. Thì cái đối với cái trong cái gì pháp gọi là pháp, những cái pháp mà do thành do thủ cảnh thủ trong bốn loại sắc mình chỉ kể được sắc nghiệp thôi. Bởi vì sắc tâm nó là do tâm tạo chứ không phải do nghiệp tạo, nó phải do tứ thủ tạo. Sắc sắc tâm là không phải do tứ thủ tạo, sắc âm dương cũng phải do tứ thủ tạo, vì nó do âm dương tạo mà. Sắc vật thực là do vật thực tạo chứ không phải là tứ thủ tạo, cho nên trong bốn loại sắc nghiệp tâm âm dương vật thực ta chỉ kể được có sắc nghiệp thôi. Ví dụ như trong cái cơ thể con người lúc mình còn sống thì phải nói trong cơ thể mình có đủ bốn thứ sắc nghiệp, sắc tâm, dương vật thực. Nhưng mà có một điều, có những sắc tâm nó do nghiệp tạo, có những sắc tâm do quý tiết tạo, rồi sau những sắc quý tiết do nghiệp tịnh nghiệp tạo, mọi những sắc quý tiết do quý tiết tạo. Có nhớ cái đó không? Có học cái đó nhớ không? Mà khi mình chết rồi thì tất cả nó đều trở thành sắc quý tiết cả. Khi mình chết rồi cái xác nó không còn nhúc nhích, nó còn cười nói nữa, coi như sắc tâm mất, đúng không? Sắc nghiệp hồi xưa là gì? Là mắt, mũi, lưỡi đó. Lúc bây giờ nó cũng mất luôn, nó phải mất mà nó biến trở thành đấy. Nó là cái xác thì lúc mình chết sắc quý tiết hết, mà khi đến sắc quý tiết rồi đó thì nó không còn được kể vào trong trong cái chi pháp thành do thủ cảnh thủ nó, nghe hiểu không? Từ lúc ta còn sống thì mắt mũi của ta nó được kể là sắc nghiệp, nhưng khi ta chết rồi thì nó không còn là sắc nghiệp nữa mà nó trở thành sắc quý tiết. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, khi ta còn sống thì ta gọi đó là thân thể con người, nhưng mà nếu mà ta chết rồi đem thiêu thì ta kêu đó là cái xương, chứ có ai mà cầm này nó ở thân thể.
còn nhớ cái chuyện tụi nó bên Tây Tạng thôi, thử một trò bằng cái cục than thôi. Thì họ còn sống thì đó người, nhưng mà chết nó cục than thôi. Thứ hai, gạch đầu dòng thứ hai là pháp phi do thủ mà cảnh thủ mới một đơn, tức là phi do thủ cảnh thủ, tức là mới một đơn không do tứ thủ tạo nên nhưng có thể được nhận biết bằng tứ thủ, tức là mình có thể biết nó bằng một cái tâm nào đó mà chịu sự tác động của tứ thủ. Các vị hiểu không? Cho nên nói rằng mình mang tiếp học vi pháp học được người ta, thật ra chỉ một tam đề nó đã nói rất là nhiều chuyện, gần như nó dựng toàn bộ cái đời sống của mình. Nhưng mình đang học về tam đề thủ nữa, tam đề thủ của mình, tức là ở trong kinh Thánh Cầu nay mai mình mới học tới Thánh Cầu là sao. Trong cái thân sanh già đau chết này, bậc thánh không tiếp tục đi tìm cái sanh già đau chết khác, còn phàm phu mang cái thân sanh già đau chết này là tiếp tục invest, tiếp tục đầu tư cho cái sanh già đau chết khác. Bậc thánh biết cái thân này là do phiền não quá khứ tạo nên, cho nên vị này không tiếp tục có những cái phiền não hiện tại để tạo ra những cái thân tương lai. Còn mình á, nếu mà mình không có tu thì cái thân này là thân cũ, rồi mình tiếp tục mình tạo ra thân mới. Có một chuyện mà tôi phải nói rằng tôi không phải nói để các vị thương, nhưng mà đó là một cái lời cảnh báo cho các vị, đó là mấy hôm nay tôi có một cái, tôi không muốn lớp đem cái chuyện này nói lại với hai cái đó cái đã lắm. Đúng rồi, hai chấm mục tiêu rồi. Nhưng có thể nhận biết bằng tứ thủ. Viết số mấy do thủ mà. Đúng rồi. Mười hai. Ok. 12 bất thiện. Tôi báo cho mấy lớp biết chuyện là nay mai chùa in cái bộ kinh Nhật Tụng là trong kinh, mai mốt bất cứ em nào chết là đều phải đọc cái bài kinh này để cho biết. Nên tôi cũng mong, tại sao tôi đòi dạy cái này là bởi vì tôi thời gian gần đây tụng vụ ma mát ô chi nè, tôi mỗi lần tụng là tôi cứ bực mình, tôi nói trời ơi sao mình không dạy cái đó, dạy cho biết. Tôi nói các vị biết chi pháp, tôi không có so với sư huynh bên nhà, tôi không có nhớ như sư huynh được, nhưng mà tôi biết nó là cái gì, đọc cái đó mình mới hiểu, mình mới thấy hạnh phúc. Còn kiểu mình cứ đọc thôi, đọc để mình đọc tiếng Chàm, phải thiết đi cho tiếng Chàm đọc mới hiểu. Mà nay mai giáo hội rồi, không phải nay mai, bây giờ đang in mới in quyển 200 mấy chục trang, mà trong đó đã có bài kinh Vạn Pháp Tổng Trì rồi. Tôi muốn không có một cái vấn đề gì trong cái quyển sắp in bộ 600 trang của giáo hội, các vị Phật tử trong lớp không biết, tôi không muốn, tôi không muốn cái giống gì đọc cũng hiểu. Từ kinh Châu Báo Châu Biết cho đến chuyển pháp Luân Pháp Liếc, chuyển pháp Tổng Trì Tổng Triết, lễ bái lễ biết, hồi hướng hồi hét, giống như là cũng phải biết. Chứ còn mà đọc mà cái đó mà hạnh phúc, cái đó là đúc kết tinh hoa của Phật giáo mình trong cái 600 trang này. Mà hạnh phúc không có giống gì mình biết, từ hồi hướng hồi hét hồi bị pháp được biết. Cái đó là ba pháp ấn, 12 bất thiện, phải ba tố. Bây giờ xài dư tác dài quá. Ba tố vô nhân, không biết hôm nay dạy kịp các bạn. Vô nhân, tám thiện, tám đại thiện, tám tố, tám đại tố, chính thiện đáo đại, chính tố đáo đại. Tức là ở đây các vị thấy rõ ràng là toàn là tám thánh chi, toàn là nhân không phải không ạ? 12 bất thiện nè, ba ám pháp nhân mà là tâm đại động lực không á, động lực chứ quên, động lực 10 động lực hiệp thế nha. Cho nên ai mà làm biến ghi là tất cả động lực hiệp thế là đủ rồi. Chính thiện siêu thế, chính tố chính thiện đáo đại, chính tố đáo đại,
Cho nên bây giờ tôi chỉ cái lớp nhé. Bây giờ thay mình ghi dài dòng như thế là tắt mình là làm cái dấu này, xin lỗi cái dấu này, cái dấu gì ở đang kêu dấu gom, còn có cái dấu kia nữa với anh cái rồi. này ra thầy muốn nói dấu này hả? Mình thấy nó giống nè. Ghê quá. Nó đâu xem gì đó. Đúng rồi nó nè. Đúng rồi. Không, cũng cái này nữa. Bởi tôi nhớ trong danh ngôn có câu này nè. Ain't no sign. Nó nói là một nửa của analysis ấy. Một nửa phân tích nó là cái này. Hiểu không? Nó nói một nửa phân tích là cái đó. Nó chửi á. Đó danh ngôn á nha, chứ mà tôi là chứ mà tôi chứa mà bậy lên đâu. Tôi có dám. Cái đó là cái gì? Rồi. Dấu này cô quên cái gì luôn rồi đó. Tôi kêu dấu gom. Ừ. Đâu phải dấu gom, dấu gom là sao thật thì cộng tiêu chứ còn dấu gom chính trời ơi mình chỉ gom là để là tất cả động lực hiệp thế, nó là cái tên chung vô cái đó, hiểu không? Từ đây về sau là không cần kể nữa nha. Đi ra sao mình kể, chỉ cần chuyện nghe tóm động lực thế là làm ơn lấy cái cái bút chì quơ liền, quơ cái 12 này, 8 cái này, 8 8 đại thiện, 8 đại tố, 5 thiện sắc giới, 5 tố sắc giới, 5 4 4 thiện. Tôi ghét luôn cái đó mà không cho tôi lái thì tôi bị bệnh lẹ hơn. Lúc này tôi là đường tăng, có biết không? Đường tăng tới mới vào lấy đường muốn trị lấy đường á, chứ bị gan. Biết đâu nữa. Hả? No, lộn. Đúng rồi, tất cả hệ động lực hiệp thế, đúng rồi. Rồi 36 sở hữu. À phải, 36 sở hữu và niết bàn. Rồi niết bàn. 36 sở hữu. Tạo sở hữu là gì? Lộn, xin lỗi, lộn nữa. Thành do thủ mà cảnh thủ phải không? À, thì là tức là tất cả động lực hiệp thế nha. Là 52 sở hữu hợp. Bỏ, nãy giờ tôi không ở trong cái dấu móc thì trừ lại nha. Tại tôi đang coi lộn số 3. Khi chúng đi chung với các tâm trên và hai kháng môn. Khi chúng đi với các tâm trên và hai kháng môn. Đúng chưa? Chấm phẩy 19 sắc phi nghiệp. Sắc phi nghiệp là sắc gì? Tức là những cái sắc pháp nào mà nó không không phải do nghiệp tạo nên. Nè. Có tính ra được không? Có bao nhiêu sắc nghiệp? À. Mà trong đó đó các vị còn nhớ là sắc nào là sắc chân đế và sắc nào là phải sắc chân đế không? Như là đất, nước, lửa, gió đó, nó là sắc chân đế. Còn có những sắc mà nó không phải là sắc chân đế, mà sắc nó có do người ta đó thì gọi là sắc phi chân đế nha. Thí dụ như là thành, sinh, tiến, dị, diệt thì nó là những cái tình trạng khác nhau của các sắc pháp. Thì người đi các ngày gọi đó là cũng một loại sắc mà thật chẳng phải, nó là chỉ cái tên gọi là một từng giai đoạn thôi. Còn gọi là sắc nghiệp, gọi là sắc phi nghiệp, tức là trong đó nó là những cái sắc nào mà không phải do nghiệp tạo, chính xác phi nghiệp. 28 sắc pháp, bỏ ra 10 sắc nghiệp phải không? 10 hay 19. Chúi tôi quên mất tiêu nữa. Tính này ra
là kháng môn nó là hai, ở đây nó để là hai kháng môn là biết kháng ý với kháng ngũ. Rồi giờ đếm nè, tứ đại là cô đừng ghi mà cô nhẩm ra miếng giấy nốt cũng được. Tứ đại rồi bốn sắc cảnh, bốn sắc cảnh tức là nhãn nhĩ, rồi sắc vật thực, sắc hư không, hư không hai biểu tri, ba đặc biệt, bốn sắc tướng, ba sắc đặc biệt, rồi tứ tướng. À, thế hồi nãy tôi có hỏi các vị còn nhớ không, tức là sắc pháp á, nó có những cái sắc á, mà nó được gọi tên là thật ra nó là vì người ta dựa vào tình trạng của các sắc khác thôi, chứ bản thân nó không là gì cả. Ví dụ như là khinh nhu thích nghiệp, khinh tức là sự nhẹ nhàng, nhu là sự mềm mại, thích nghiệp tức là sự thích ứng. Ví dụ như như cái ly này nè, như cái lon này mà tôi để mà có cái gì nó trong trong vậy đó thì nó không đứng được ha. Hoặc là bây giờ nhưng mà để ở đàng hoàng gì đó thì nó đứng được, bởi vì sao, vì nguyên một cái đá của nó tiếp xúc với cái mặt phẳng này nè, thì lúc đó gọi là thích nghiệp. Hoặc là khi mà các vị thấy mình chạy xe đạp á, mình không biết chạy xe đạp á, mình bị té, mình không biết lội thì mình xuống nước mình bị chìm. Mấy người biết chạy xe đạp, biết chạy xe đạp, biết lội thì họ ngồi trên xe đạp hoặc là họ xuống nước họ bơ. Còn đứa bé nó đi không vững vì sao, bị sắc pháp của nó không có trải qua cái giai đoạn mà nó chưa được training. Nhưng mà khi mình được training thì tự nhiên sắc pháp mình, chẳng là các vị thấy mà tại sao khiêng một người với khiêng cái bao gạo nó khác nhau. Cái bao gạo nhưng mà mình giác một người mà người tỉnh táo là nó khác, còn mà mình giác một người bệnh lạc lì lạc lội là nó khác. Mà đó là lý do tại sao mà người ta nói chỉ hiểu nó nặng hay chữ tình, là mình chở mẹ mình lúc nào thấy nặng hay chở người yêu là như vậy. Bởi vì người yêu khiến họ ngồi họ nói đúng cái thế hơn. Cho nên là còn chở bà già thì bà đâu có đỡ, bà đâu có vui nhưng hoàng chở người yên. Bốn nè, tám nè, chín nè, mười nè, mười một nè, hai ba bốn mười chín đúng không? Thất nghiệp hả? Tứ đại có lúc tính lúc không, tức là trong trường hợp như bàn ghế này cũng bằng ok đủ ngủ thiếu cái gì có nhớ được đâu bằng nhiêu đâu. Sắc cảnh sắc là cái nào chỉ được thôi. Học thì đã rồi, bây giờ tôi hỏi sắc cảnh sắc là cái này, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đâu. Nhưng phải nói đất lửa gió. Bởi vì nước nó thuộc về sắc tế, cho nên 20 sắc nghiệp là làm ta kể xúc, hỏi xúc nằm đâu rồi xúc mà mình làm ta kể là đất lửa gió. Có hiểu không? Không có giả cách giả đó, không có hiểu. Tức là cái xúc đó là nó có là phải lấy từ trong kia ra. Giống như bây giờ tôi nói là chùa Pháp Luân á là một cái trụ sở của giáo hội, vì sao? Vì trụ sở này nó là có hòa thượng tăng thống, có hòa thượng chủ tịch hội đồng điều hành của phần giáo của viện Hóa đạo, có thượng tọa tổng thư ký, có thượng tọa vụ trưởng tổng vụ văn trưởng truyền thông, mà có cả thượng tọa trụ trì này nữa. Cái ổn quá, mấy ông quá trời kiếm phước vậy. Ông gờ kim hai chứ, cái chuyện là chuyện bình thường ở đây. Nếu mình kể chi pháp á thì là mình kể là nó có 19 thôi. Nhưng mà mình ngồi mình kể ra từ cái cụ thể đó nó phải cái 20, là bởi vì cái ông này sắc cảnh đại này còn có ba. Đây thấy không? Thấy có bốn sắc cảnh giới, thấy không? Tức là sắc, thinh, khí, vị, một số nằm đâu. Thì xúc nó nằm trong bốn đại này rồi. Đất lửa gió rồi. Có hiểu không? Thành ra 20. Ok. Làm ơn ghi nốt gì mới mốt hỏi bữa nào rồi tôi quên. Lâu nhớ. Rồi. Số 2. Đúng rồi, ở đây các ngài còn bắt mình tính nè. Là mỗi một cái câu như vậy đó nó cô Hương hiểu không? Hiểu không dạ?
Cô hiểu không? Ok, tức là sát nghiệp, tức là những cái trong cái body của mình nó có những cái do nghiệp quá khứ tạo, có những cái không do nghiệp quá khứ tạo. Mà trong cái body của mình nó có 20 cái nó do nghiệp quá khứ tạo ra. Thì những cái đó được gọi là pháp, nó cũng được kể là pháp thành do thủ, là do cái chấp thủ đời trước tạo ra. Thì nãy giờ con Tinh Liên có hỏi tôi tại sao nếu mình tính ra mình kể ra mình kể từ 19 mà trong kinh mình học nó 20, là bởi vì là đối với cái cảnh xúc đó, cái gì cái mà mình có thể mình sai rồi sao sai rồi sao rồi cái này là cái smelling, cái này là taste, này touch, cái touch của mình á, thì nó không phải không có mà là nó phải kể trong bốn đại. Tức là khi nào nói một cách dễ hiểu là mùi, mình cái mùi nào mà mình nghe được nó chỉ là nó là mùi thôi, đơn giản. Nhưng mà đối với cái chuyện mà mình xúc giác á, nó phải đòi hỏi nó phải vừa cứng mềm mà nó phải có một cái hình thể rõ ràng, đó là gió, rồi nó phải có một cái nhiệt độ nóng hay lạnh. Mày khoa học bây giờ cũng nhìn nhận với mình là một cái vật thể nhỏ nhất nó vẫn có trọng lượng và có nhiệt độ. Có còn nhớ đâu, một cái vật thể nhỏ nhất nó vẫn có trọng lượng và có nhiệt độ, và nó phải có một cái, nó phải có một cái, một có một cái chỗ choáng trong không gian, nó có một cái space của nó, thì đó mới được gọi là một vật thể. Có nhớ coi đâu, ma ra đúng rồi, nó phải có cái đó, phải có nhiệt độ, trọng lượng và có một chỗ choáng trong không gian. Mà nếu mà ảnh không có chỗ choáng trong không gian thì ảnh không được gọi là một ma được. Nếu mình học đi và học Phật pháp mà mình có một chút ít cái bên ngoài gọi như nó gì cái nó dễ thông lắm. Cho nên khi mà mình học phi pháp này mình mới thấy, nếu mà không học phi pháp sẽ không thấy được cái điểm gặp gỡ giữa đạo Phật với khoa học. Ví dụ như đạo Phật nói sắc tức thì không, rồi sắc bất gì không có cái gì sắc. Nếu mà mình không học Phật pháp nữa, cái bàn rõ ràng gì mà tại sao nói cái bàn này đó, nó chính là không. Nhưng mà thử mình nghiền nát rồi ra cái biết là tôi nghiền nó ra 1 tỷ lần cho nó ra cái gì. Cô nói đi, ra cái gì? Cái biết tôi bẻ đâu nó ra thì nó ra 2 phút, tôi bẻ 10 rồi nó ra 10 phút, tôi bẻ ra 100 thì nó ra 100 phút. Gì đó hỏi cô, tôi đem cái này ra tôi nghiền nó thành, tôi chia cái biết thành ra 1 tỷ lần, thì cô không biết cô có thấy được 1/1 tỷ nó hay không. Cô biết cái biết này trọng lượng là bao nhiêu mà chia nó ra 1 tỷ. Nên cuối cùng đối với trong Phật pháp đó, thì cái sắc pháp của Phật nó nằm phải trong đó, đó là gần như phải dùng trí này hiểu. Mà chính họ cũng nhận những cái atoma, những cái proton, những cái proton hoặc là những cái photon hoặc là mấy cái electron của nó làm lấy quát là phải dùng cái này, dùng cái này thôi. Chứ chừng như mà mấy cái mà nó kiểu mình rồi nó xoay gì nè, nó cũng có quỹ đạo của nó chứ, nó cũng có quỹ đạo đó. Còn nhớ cái này mà nó nhỏ chứ như vậy đó. Bởi cho nên các vị nhớ trong kinh thiện có một câu là càn khôn tận thị mao đầu thượng nhật nguyệt bao hàm giới tử trung, tức là trong một cái hạt cải nhỏ xíu vậy nó, cái vận động của nó, cái activity nó cũng giống như là một cái galaxy ấy. Nó cũng có một tốc độ rất là lớn. Tức là mình dùng cái này thì cái sắc, cái ma ở trong cái sắc pháp, ở trong vi pháp nó cũng là như vậy. Rồi. Tôi nghi ngờ cho tối nay không biết học kịp kêu không? Có về trễ các vị không? 9:15 rồi. Ánh này thôi ha. Chủ nhân. Các pháp phi do thủ, phi cảnh thủ, cái này tự các vị hiểu rồi. Phi do thủ mà phi cảnh thủ tức là nó không do thủ tạo mà nó cũng, nhưng mà thủ cũng không biết nữa. Không phải đó mình nói là không do thụ do, không do phiền não tạo và phiền não cũng không biết được chúng. Mà ông đừng ghi trên đó nhớ, không do phiền não tạo mà phiền não cũng không biết được chúng. Biết được.
đó là 40 tâm siêu thế. Rồi gì nữa? Phải 36 sở hữu hợp và niết bàn. Có một số, không phải một số mà đại đa số tin tưởng niết bàn là không có gì hết. Mà nếu vậy thì niết bàn ở đâu có kể là có một mà là một ở trong bốn chân đế pháp. Nhưng mà người phàm phu mình càng bàn càng rối. Đông sáu hiểu hợp á. Bằng sáu bỏ bi tùy hỷ. Dạ phải. Vì sao vì bốn tâm siêu thế nó không có lấy đối, không lấy chúng sanh làm đối tượng mà lấy niết bàn làm đối tượng. Trừ vô lượng phần. Trừ hai vô lượng phần. Nha. Tôi muốn rằng mai mốt các vị cứ gặp một vấn đề nhỏ trong giáo lý là các vị có thể mở ra một vấn đề lớn khác lớn. Cái tay tôi dù gì tôi đâu có xài nước hoa gì nó thơm với mình mới nắm tay đó nhỏ. Nó là do cái mùi hương giới hạnh ta đấy. Tôi không phải là tôi đòi hỏi nha, nhưng mà thì tôi nhớ đâu tôi nói cái đó. Mấy cô Kinh Thánh Cầu 26 nha. Bữa nay mình học từ đây thứ mấy rồi. Mấy cô nhớ dùm cái đó. Vì tại vì tôi muốn thử coi bây giờ tôi dạy có nhanh hơn ngày xưa hay không. Ngày xưa tôi dạy hết 152 tung bộ, 32 bài trường bộ dạy xong ở Việt Nam rồi. Tôi qua Mỹ tôi tính là nếu mà tôi có duyên tôi dạy hết trung bộ trường bộ, dạy qua cái tăng chi tiểu bộ tôi nữa. Như vậy là nhất là tôi mong có một chuyện đó là về sau thì mấy vị đi đâu mà giả sử như không có tôi đó mà các đi như pháp đâu, nhưng không có gì lạ. Là cái mong mỏi thứ nhất của tôi. Mỗi thứ hai là khi các vị đi vào trong một ngôi chùa mà nhìn cái tủ đại tạng người ta, mình biết mình học được gốc đó. Đó là cái đại duyên á, đại duyên trong đời mình đó nha. Chứ đừng nghĩ là vì các vị thấy hay thấy tôi ổn tông đeo là bài giải gì đó nó rời rạc, nhưng không phải. Khi mà học xong rồi đó thì các vị thấy là mình biết được đó. Thì sắp tới là giáo hội in quyển kinh tụng 600 trang thì tôi tin chắc lớp học không có vấn đề trong 600 trang nữa. Không có vấn đề ở trong 600 trang nữa, không có vấn đề. Duyên sự Phật ngự tại Kỳ Viên và pháp thoại được thuyết giảng cho chư tỳ kheo. Khoan. Phật ngự tại Kỳ Viên và nhân cuộc nói chuyện phím luận của các tỳ kheo. Phím luận tức là sao? Cuộc nói chuyện phím luận các tỳ kheo về các vấn đề thế sự. Phải. Đức Phật đã nhắc nhở các vị hãy lưu tâm đến việc sanh tử của mình hơn là những chuyện khác. Sanh tử của mình hơn là những chuyện khác. Ai ta? Chỉ một đống đực nữa đây là làm gì mà vô hỏi. Đức Phật dạy rằng cuộc sanh tử của mỗi người, cuộc sanh tử của mỗi người được lặp lại vô số lần.
được lặp lại vô số lần trong vô thủy luân hồi. Vì ngay trong tấm thân sanh tử, vì ngay trong tấm thân sanh tử, chúng sanh phàm phu là tiếp tục đầu tư. Chúng sanh phàm phu là tiếp tục đầu tư. Đầu tư là invest nhé, invest là tiếp tục đầu tư thêm những thân sanh tử khác, thêm những thân sanh tử khác. Đức Phật dạy rằng thái độ sáng suốt nhất, Đức Phật dạy rằng thái độ sáng suốt nhất vẫn được các bậc hiền trí tán thán. Vẫn được các bậc hiền trí tán thán và chọn lấy, tán thán và chọn lấy. Chính là một ý hướng, một ý hướng vượt thoát những bi kịch nhân sinh, những bi kịch nhân sinh. Là sanh già đau chết, là sanh già đau chết bằng cách là đâu tôi nghe quên, vận dụng ngay chính tấm thân sanh tử này, vận dụng ngay chính tấm thân sanh tử này, vận dụng ngay chính tấm thân sanh tử này như một chiếc bè để sang sông, như một chiếc bè để sang sông. Chấm. Nhân tiện phải, nhân tiện phải. Đức Phật đã kể lại câu chuyện đời mình cho chúng tăng nghe. Kể lại câu chuyện đời mình để chúng ta nghe. Chấm. Từ những ngày tháng sống trong nhung lụa, từ những ngày tháng sống trong nhung lụa của một bậc đế vương, của một bậc đế vương, ngay trong tuổi thanh xuân của mình, ngài đã thấy ra một vấn đề lớn, ngài đã thấy ra một vấn đề lớn, thấy ra là phải đau đó, ngài đã thấy ra một vấn đề lớn. Là ý nghĩa của đời sống, là ý nghĩa của đời sống không phải sự nhắm mắt, không phải sự nhắm mắt cam chịu hay thưởng thức, cam chịu hay thưởng thức đời sống. Mà chính là đọc lại tôi nghe. Một con đường giải thoát sanh tử, ngay trong chính đời sống thường nhật,
ngay trong chính đời sống thường nhật. Bằng chính sự hiện hữu phù du của mình, bằng chính sự hiện hữu phù du bèo bọt của mình, bằng chính sự hiện hữu phù du bèo bọt của mình, ngài gọi đó là thánh cầu. Ngài gọi đó là thánh cầu. Hai chữ thánh cầu biết mình viết hoa. Ngài gọi đó là thánh cầu. Phải lý tưởng sống của thánh nhân ba đời. Lý tưởng sống của thánh nhân ba đời. Hết về kinh này. Các vị hiểu không? Ghi nãy giờ có hiểu không? Hiểu sao không hiểu? Tức là Chư Tăng buổi chiều gặp nhau ngồi nói chuyện người xà má láp. Thì ngày vô ngày mới nói thế này. Mấy ông đang mang thân sinh tử mà không có lo cái chuyện thoát thân sinh tử, mà đi là bàn chuyện tào lao. Ý ngày nói vậy, bàn chuyện tào lao. Và ngày nói rằng chư đệ tử của ngài nói gọi là đúng là đệ tử Phật, chỉ có hai việc cần phải làm khi gặp gỡ nhau, chỉ có hai việc thôi. Thứ nhất đó là bài đàm luận Phật pháp, và thứ hai là sự im lặng của bậc thánh. Thì thế nào là im lặng của bậc thánh? Đó là sự thiền định. Như vậy thế thì ngài nói rằng cái bài kinh này được gọi là kinh thánh cầu, là bởi vì ngài nói đến cái ý hướng, cái lý tưởng sống của một vị thánh. Đây vậy đó. Lần đầu tiên các vị biết bài kinh này và nghe tôi giảng như vậy đó, thì các vị thấy nó bài kinh này nó thường thôi. Nhưng mà một lúc nào đó khi mà trong đời sống các vị mới thấy, còn mỗi khi mà mình rất tôi nhiều khi rất nơi đó tôi đi nhớ, từ đó tôi đi học Sài Gòn, tôi kể lại một kinh nghiệm của tôi thôi, chứ tôi không dám nói rằng tôi thành thánh nha. Có nhiều buổi lúc trưa nắng chang chang mà tôi nhớ tôi ngồi xe lam là từ Bình Đông nhà máy rượu gần chỗ nhà cô Thủy bên Việt Nam á, mà đi ra Chợ Lớn nắng chang chang, cái tự nhiên tôi suy nghĩ mình tại sao mà nó nực rít rít á, người ta mấy bà bán tôm bán cá bán tanh tử ngồi ghế mình á, mà rít lắm nực lắm. Cái tôi nghĩ tại sao mình phải chịu cực như vậy, tôi nghĩ đó, tại sao mình phải chịu cực như vậy, là bởi vì mình mong mỏi mình có kiến thức. Lúc tôi đi học mà mình mong mỏi mình có kiến thức, mà có kiến thức để làm gì, để mình có một đời sống cho nó ra hồn, tu sĩ cho ra tu sĩ. Mà tại sao mà mình lại như vậy, là bởi vì mình có tấm thân sanh tử này. Cho nên ngày hôm nay nếu mà sau khi học bài kinh này mới mốt các vị sẽ thấy rằng lúc mình đang lái xe mà mình cảm thấy buồn ngủ, mình cũng phải suy nghĩ rằng tại sao mình buồn ngủ mà vẫn phải lái xe, bởi vì mình mang tấm thân sinh tử, mình phải giải quyết một số công việc. Và tại sao mình cực như vậy, vì mình có con, vì mình có chồng. Và tại sao mình cực như vậy, và lớn vì mình có ngôi nhà. Mà tại sao mình phải cực như vậy, là bởi vì mình có cái thân. Mà tại sao mình phải cực như thế này, là bởi vì cái thân mình còn là cái thân sinh tử. Thì đó chính là cái lý tưởng sống của bậc thánh. Nhưng lúc mình mệt mỏi quá tự nhiên tôi suy nghĩ cái đó. Tự nhiên cứ nhiều bữa tôi ngủ thức khuya quá sáng, lúc tôi học mấy cái semester tôi học buổi sáng. Khuya mà thức khuya sáng rồi nó buồn ngủ muốn chết, mà cái chuông nó alarm báo thức. Trời đất ơi, tôi bực muốn chết luôn. Tôi nghĩ rồi mình để không chịu ngủ thêm chút, mà nếu ngủ là trễ giờ ra lớp rồi. Mà chính vì ở trong cái đó đó, rồi tôi mới thấm lần chuyện tại sao mình cần quá nhỉ. Như cô Loan có đi làm cả ngày của mình, cô cả ngày đứng tiệm. Trong lớp mình thiệt tình là không ai mà khỏe hết, chỉ có mình tôi là tôi khỏe thôi. Cả ngày ở ngoài tiệm rồi để làm gì. Nói chung là mình là người là múa đuôi, tức là cái đầu lân múa làm sao thì mình múa như vậy. Vậy mình là người phóng lao, phải theo lao, lỡ cỡ cọp thì phải là ngồi nó luôn, không dám đụng xuống. Thì tất cả những cái gì mà trong đời sống của mình rõ ràng là như vậy. Mà cái mà Đức Phật đề nghị đó là làm thì làm, hãy ý thức rằng cái nào là trách nhiệm, mà cái nào là đam mê nó khác. Có nhiều người hồi buổi đầu họ nói với mình rằng họ chỉ muốn có một cái đời sống thanh nhàn, không bị khó khăn lắm về vật chất thì họ có thể đi tu. Mà khi họ đi tu, họ có được chút đỉnh kiến thức, cứ chút đỉnh tiền bạc rồi đó, thì họ lại nghĩ đến những chuyện đầu tư khác. Mà cứ như vậy là họ mà chết, họ không kịp hưởng gì. Ở chùa mình có một vài Phật tử thì chắc là vì sao vì thấy lẽ ra họ có thể dừng lại rồi, vì họ thấy họ đang có khả năng tạo tiền họ tiếp tục. Thì cái đó là tốt thôi, bởi vì nếu họ dư họ cúng chùa nhiều, nó hơi rõ ràng như vậy. Nhưng mà nếu họ là người thân của tôi thì tôi lên tiếng với tất cả. Tại vì mình không mới gì đó, họ không phải là mình ích kỷ, nhưng mà
chứ mình không mắc mớ gì tới họ đó. Cho nên nếu mà mình nói đó, thì họ hiểu lầm mình á, thôi mình không có nói. Chứ nếu tôi thiệt ra đó là người thân tôi thì tôi cũng có cái nào mà cái đủ rồi thôi. À, đủ rồi thôi. Chứ còn từ tạo có câu là tri túc tiện túc, biết đủ thì tự nhiên nó đủ, mà đại túc hà thời túc, còn đợi cho nó đủ thì còn lâu nó mới đủ. Đại là đợi à, tri túc tức là biết đủ thì tiện túc lập tức nó đủ thôi, còn mà đại túc là chờ cho nó đủ thì hà thời túc tức là lúc nào cho nó đủ đây. Như tôi coi các vị biết là tôi khoái ạc lắm, tôi mê đùa anh thích lắm, nhưng mà tôi còn tôi nghĩ đem về với mình cũng chán. Mà khi mình cái đồng khi mà mình còn giữ tiền cash trong tay đó, mình có thể xài được nhiều việc. Nhưng khi mình dùng tiền cash thì mình đi mua món đồ gì đó là coi như là suốt đời cái món đó đối với mình nó chỉ là món đồ thôi, chứ nó mới là tẻ ra cái khác. Mà nếu mình còn giữ tiền mặt á thì mình còn xài được cái khác. Cho nên cái đời sống mình quan trọng đó là mình biết suy tư và mình biết chọn lựa ra. Thiệt tình nên thì một trong những cái bi kịch của kiếp người đó chính là mình sống mà mình biết mình làm những cái đó để làm gì. Dĩ nhiên thì mình có thể trả lời là mình là vợ, mình phải làm trách nhiệm vợ, mình là chồng phải làm trách nhiệm chồng, mình là cha ra mẹ phải có trách nhiệm cha mẹ, con cái trách nhiệm con cái. Nhưng thật ra nếu mình nghĩ sâu thêm chút nữa thì biết bao nhiêu thế hệ đã sinh ra và lớn lên rồi chết đi trong cái trái đất này thì họ cũng biết được giống như vậy, tức là vì họ có trách nhiệm. Thật ra hồi nhỏ ta thương người đó mới lấy người đó, tại vì lấy người đó rồi mình đã có con, sau khi có con mình lại tiếp tục phải trả giá cho cái chuyện có con. Cho nên với cái người mà rõ trước mắt cô Loan với cô Quỳnh chưa thấm, cô Hương với cô Tình Liên là thấm rồi. Mình toàn là mình trả giá cho cái mà mình đã dạy dột mình đầu tư trước đây không à. Rồi bài kinh thứ 27.